chào tất cả các bạn đến với kênh Xe Tơ Vlog. Và thì hôm nay thì 29 Tết các bạn, chuẩn bị sang mùng 1 Tết các bạn. Thì Đắk Lắk thì có phong tục riêng của mỗi người nha các bạn. Thì mà Sang thấy mỗi nhà đều có mỗi cái đống củi để án nha các bạn. Củi để đốt để đóng cho thừa nha mọi người. Thì bây giờ cũng là 10 giờ đêm nha mọi người. Thì mỗi người để đốt đống lửa để đóng cho thừa nha mọi người. Thì ai có con gì đem ra nướng nó nhậu nha mọi người. Tập quán của Đắk Lắk thì mỗi người đốt đống lửa là những người trụ cột trong gia đình nha mọi người. Thì phong tục của mỗi tỉnh một khác nha mọi người. Thì đi dọc đoạn đường nhà mình thì nhà nào cũng có đốt hết trơn nha mọi người. Để Sang quay cho mọi người xem nha mọi người. Cái nào vậy, chụm lên lửa là anh cứ cho vô thôi á. Cái nào nó dễ như lên lửa là củi ăn tôi. Củi của anh này chắc đốt đến sáng mai luôn quá. Đi. Bên nhà em toàn củi nhỏ mà. Màu vàng. Xa nhà anh dọc nhà bên kia kìa. To kìa. Thôi. Qua nhà này cũng có một đống củi đến đốt nữa mọi người. Wow. Ấm quá. Củi này bao to luôn. Bao to luôn. Hàng khủng luôn. Thì quan niệm của mỗi tỉnh mỗi khác các bạn. Thì mình đây thịt nướng rồi nó nhậu các bạn. Mỗi nhà là mỗi ấy các bạn. Mỗi nhà là mỗi củi. Chắc tôi chắc góc này góc gì không biết nữa. Nãy gần chưa đến góc này góc đốt chậm mà nghe thơm là chạy ra liền á. Đốt được tiếng rồi đó, hơn chứ đúng không, đốt từ lúc 10 giờ cây này đốt lâu lắm, cây này sáng mai luôn, đốt tiếng dữ rồi, cây này to mà. Lửa bay thôi đi mày. Ôi. Em về cũng ngập hứng nổi về đấy nha. Bên kia cũng cần lội ra kìa thấy không? Thì bây giờ thì cũng 11 giờ 39 phút nha mọi người. Thì mọi người thấy cái điện thoại là 11 giờ 39 phút nha mọi người. Thì lửa thì tùy theo mỗi nhà nó sẽ mỗi khác các mọi người. Thì mỗi nhà nếu mà có củi to thì nó lâu tàn các mọi người. Thì nó tới sáng mới tới. Tới sáng thì nó mới tàn các mọi người. Thì nhằm quay cho mọi người xem. Thì năm nay các mọi người thì lửa này Sang đốt thì cũng lần đầu tiên thì đón Tết Đắk Lắk thì đốt cũng khoảng 2 tiếng rồi các mọi người. Thì cũng gần ấy rồi thì nó mới thì cũng mọi người thì cũng nhằm khi mọi người đốt pháo hoa, nhưng mà Sang thì năm nay thì đốt củi rồi. Thì nhằm pháo hoa thì lần lúc trước thì có bộ quốc phòng thì nhà mua, nhưng mà hôm nay thì Sang thì đốt củi thôi, thì tượng trưng cho những ngày Tết. Thì video của Sang cũng xin kết thúc tại đây các mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì like, đăng ký kênh, ủng hộ Sang làm những video tiếp theo các mọi người. Ô, mọi người thấy xa thì có bắn pháo hoa các mọi người. Không, cái đó là đốt pháo nhà mua về để đốt các mọi người, chứ không phải là đốt pháo hoa các mọi người. Thì năm nay là do dịch Covid thì nhà đều cấm. Xa mọi người thấy là cái đó là pháo hoa của người dân để mua của bộ quốc phòng các mọi người, chứ không phải là pháo hoa của
nhà nước cứ mua để bán hoa trong những dịp Tết không thôi. Tại năm nay dịch thì pháo hoa nên mọi người dân nên mua của. Bây giờ Sang cũng kết thúc video tại đây. Cảm ơn, thì năm mới cũng chúc mọi người an khang, thịnh vượng, mọi sự như ý, mọi điều tốt lành sẽ đến với mọi người.